Bảo Khánh xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Bảo Khánh xin giới thiệu với quý khách hàng những mẫu mã điều bát mới nhất của Bảo Khánh. Quý khách hàng cũng đã biết thì điều bát đã có từ xa xưa và chỉ được các nhà quý tộc mới hay sử dụng. Và hiện nay điều bát cũng đang được các nhà sưu tập ưa chuộng, yêu thích đây ạ. Điều bát thường đi đôi với ấm trà ngon và điều bát thường đi ngang hàng với thức ăn trầu vì miếng trầu là đầu của câu chuyện. Nếu quý khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm của Bảo Khánh, xin hãy liên hệ hotline 0911 3324888 để biết thêm thông tin và chi tiết ạ.